Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, vào hồi tháng 3 năm 2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ chi phí của chiến dịch không kích IS ở Syria nằm ở mức là 464 triệu đô la. Từ đó, hãng tin RIA Novosti của Nga đã xem xét lại một số chiến dịch quân sự đắt đỏ nhất thế giới kể từ sau khi Thế chiến thứ hai nổ ra. Sau đây là chi tiết về năm chiến dịch đó. Xếp ở vị trí số 5 là chiến dịch NATO không kích Nam Tư tiêu tốn 43 tỷ đô la. Chiến tranh Kosovo kết thúc bằng cuộc không kích của NATO kéo dài trong 78 ngày. Chiến dịch này NATO sử dụng máy bay tấn công các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng dân sự trong Cộng hòa Liên bang Nam Tư. Theo ước tính của các nhà báo BBC và chuyên gia của tạp chí quân sự Anh Jane, chi phí của chiến dịch này ở mức là 43 tỷ đô la. Trong chiến dịch này, liên quân của NATO ném hơn 23.000 trái bom phá hủy một nửa năng lực sản xuất kinh tế của Nam Tư, bị ước tính mình chịu thiệt hại tới 29,6 tỷ đô la. Theo giới chức Nam Tư, cuộc không kích của NATO đã khiến hơn 1.700 dân thường thiệt mạng và khoảng hơn 10.000 người bị thương nặng. Tổng cộng NATO đã tiến hành 35.000 phi vụ và phóng khoảng 550 quả tên lửa hành trình. Trong số 23.000 trái bom, có 35% là bom được dẫn đường chính xác. Các chuyên gia ước tính rằng người ta đã bắn khoảng 35.000 viên đạn uranium nghèo vào các mục tiêu tại Serbia và Kosovo, chủ yếu bằng oanh tạc cơ A-10. Người ta tin rằng việc dùng loại vũ khí uranium này đã làm gia tăng đáng kể tỷ lệ ung thư trong khu vực. Kết quả chiến dịch này làm cho Kosovo ly khai khỏi Serbia và tuyên bố độc lập vào năm 2008. Xếp ở vị trí số 4 là chiến tranh báo tác sa mạc trong chiến tranh phục vinh 102 tỷ đô la. Chiến tranh Phục Vịnh 1990-1991 được coi là một trong các cuộc chiến chống vánh nhất trong lịch sử của Mỹ. Chiến dịch do Liên quân Mỹ đứng đầu mang mật danh là Báo táp sa mạc, kéo dài trong vòng 42 ngày, kết thúc bằng việc giải phóng Coet khỏi quân đội Iraq. Chiến dịch Báo táp sa mạc là ví dụ đầu tiên về các phương pháp chiến tranh công nghệ cao thế hệ mới. Trong chiến dịch này, Liên quân tiến hành không kích bằng việc sử dụng ở mức độ cao các vũ khí thông minh được dẫn đường chính xác cũng như là các hình thức tác chiến điện tử, mỹ tốn kém 102 tỷ đô la và mất 298 quân nhân. Về phần Iraq, nước này chịu thiệt hại từ 20.000 đến 30.000 quân nhân và có hơn 75.000 người bị thương. Ngoài ra, việc đối phương sử dụng đạn uranium nghèo được cho là đã làm tăng đáng kể tỷ lệ mắc ung thư trong cả binh sĩ và dân thường Iraq. Cụ thể là tỷ lệ ung thư tăng từ 40 trên 100.000 dân trước chiến tranh vùng vịnh năm 1991 lên đến mức là 800 trên 100.000 dân vào năm 1995 và hơn 1.600 trên 100.000 dân vào năm 2005. Vị trí số 3 là chiến tranh Triều Tiên, tiêu tốn 341 tỷ đô la. Vào ngày 25 tháng 6 năm 1959, quân đội Triều Tiên vượt vĩ tuyến 38 trên bán đảo Triều Tiên và mở cuộc tấn công quy mô lớn trên lãnh thổ Hàn Quốc. Nhân việc Liên Xô tẩy chay Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổ chức này đã thông qua một nghị quyết ủng hộ hỗ trợ quân sự cho Hàn Quốc. Quân đội Liên Hợp Quốc, chủ yếu là lính Mỹ, đã được gửi tới đây để đánh nhau với quân Triều Tiên và đồng minh Trung Quốc. Một trong những trận đánh lớn nhất trên chiến trường này là trận Taegu, trong đó Liên quân Liên Hợp Quốc đã tiến hành trận đổ bộ đường biển lớn nhất sau trận Normandy. Hàng trăm máy bay B-29 đã thả hàng ngàn quả bom loại lớn. Các đợt ném bom dài thảm của Liên quân đã phá hủy 3 phần 4 các trung tâm dân cư tại Triều Tiên. Tổng cộng trên bán đảo Triều Tiên Mỹ đã thả 635.000 tấn bom, bao gồm 32.000 tấn bom Napalm, nhiều hơn cả tổng số bom mà Mỹ đã thả trong toàn bộ chiến dịch Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Chiến tranh Triều Tiên khiến cho Mỹ tiêu tốn 341 tỷ đô la theo giá trị đồng đô la vào năm 2011 và mất đi 34.000 sinh mạng. Chiến dịch thứ hai đó là chiến tranh Việt Nam, tiêu tốn 738 tỷ đô la. Năm 1965, Mỹ mở chiến dịch Sấm Rền chiến dịch ném bom lâu nhất của Mỹ kể từ khi Thế chiến thứ hai xảy ra. Các cuộc ném bom miền Bắc Việt Nam đã khiến Washington tiêu tốn khoảng 900 triệu đô la. Còn trong toàn bộ cuộc chiến tranh Việt Nam, Mỹ tham gia trực tiếp trong vòng 8 năm, thì Mỹ mất khoảng 738 tỷ đô la theo giá trị đồng đô la vào năm 2011 và mất hơn 58.000 quân nhân. Cuộc chiến tranh Việt Nam có lẽ là cuộc chiến tranh được viết nhiều đến nhất trong đoạn văn chương của Mỹ. 500 bộ phim, và loạt phim đã được sản xuất cho riêng chủ đề chiến tranh này tạo dấu ấn khó phai mờ trong tâm trí của người Mỹ. Từ năm 1965 đến năm 1975, không quân Mỹ đã thả khoảng 7,6 triệu tấn bom lên lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia, gần gấp 3 lần tổng số bom thả trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đã vậy, Mỹ còn giải chất diệt cỏ lên tới 20% diện tích miền Nam Việt Nam, phá hủy đất nông nghiệp và tàn phá sức khỏe người dân địa phương trong nhiều thế hệ cuộc chiến tranh tốn nhiều tiền nhất. Đây là cuộc chiến tranh chống khủng bố của Mỹ tại Iraq và Afghanistan từ 1.000 đến 6.000 tỷ đô la. Sau loạt khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, Tổng thống Mỹ George Bush đã mở chiến dịch tự do vĩnh cửu. Đây là một chuỗi chiến dịch mà Mỹ nói là để chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu ở nhiều nước trên thế giới, từ Afghanistan, Iraq tới Philippines, Somalia, Pakistan, Yemen và Indonesia. Ước tính tổng chi phí của cuộc chiến này từ năm 2001 đến năm 2010 vọt lên mức là 1.147 tỷ đô la, đã quy đổi theo mức độ trượt giá. Theo một ước tính vào năm 2013 của giáo sư Linda Blim, thuộc trường quản lý nhà nước John Kennedy, nếu tính cả chi phí y tế và đền bù thương tật dài hạn cùng các chi phí về kinh tế, xã hội khác nữa, thì tổng chi phí của cuộc chiến này nằm từ 4.000 đến 6.000 tỷ đô la. Như vậy, cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ là tốn kém nhất trong lịch sử của Mỹ. Trong Thế chiến thứ hai, Mỹ chỉ phải chi khoảng 3.000 tỷ đô la đã tính đến mức lạm phát hiện nay. Ngoài tiền bạc, cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ còn khiến liên minh do họ dẫn đầu mất đi hàng ngàn sinh mạng binh lính và làm hàng chục ngàn quân nhân khác bị thương. Đã vậy, cuộc chiến của Mỹ tại Iraq và Afghanistan khó có thể kết luận là thành công mỹ mắn. Hiện nay, Iraq đang khổ sở vì bạo lực giáo phái và sự hoành hành của tổ chức khủng bố IS còn ở afghanistan lực lượng phiến quân taliban đang chiếm ưu thế trở lại sau khi mà nato đã rút đi bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại